Xin chào, mình là Thu Hằng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Số Hoa. Ngày hôm nay làng giải trí Hoa ngữ có những thông tin gì mới và nổi bật thì ngay sau đây hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Vào ngày hôm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia ghi hình chương trình Xuân Vãn cùng đoàn làm phim Hạnh Phúc đến Vạn Gia cho đài truyền hình Bắc Kinh. Xuất hiện tại buổi ghi hình, Triệu Lệ Dĩnh mặc bộ váy đỏ, nổi bật lên làn da trắng không tì vết. Với nhan sắc ngọt ngào, bà mẹ một con đốn tim fan với phi rùa xinh xỉu. Triệu Lệ Dĩnh sở hữu body mignon, vòng eo nhỏ cùng gương mặt thanh tú. Bộ váy đỏ càng làm nổi bật nhan sắc khả ái của Dĩnh Bảo. Trong những ngày trước đó thì nàng tiểu hoa đán 8X đều có mặt tại buổi tập dượt gala Xuân Vãn của đài truyền hình CCTV. Hiện tại, những hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tại buổi ghi hình Xuân Vãn này đang được lan truyền chóng mặt và được cư dân mạng khen ngợi hết lời về nhan sắc. Chuyển sang một tin tức khác. Mới đây thì tỷ lệ Nhật Ba bất ngờ trở thành tâm điểm ném đá của cư dân mạng vì thái độ không kính nghiệp. Cách đây không lâu, Triệu Lộ Từ đã phải nhận vô số gạch đá từ phía cư dân mạng khi đoạn video cô nàng để trợ lý đi tất hộ bị đăng tải. Đa số đều nhận định nàng tiểu hoa này mắc bệnh ngôi sao, bắt nạt trợ lý. Khi mà việc của Triệu Lộ Từ chưa kịp chìm xuống thì Địch Lệ Nhật Bà lại tiếp tục bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió vì thiếu kính nghiệp. Theo đó, mới đây một đoạn video quay cảnh quảng cáo của Địch Lệ Nhật Bà đã được đăng tải. Tuy nhiên, ngay lập tức nhiều người đã tinh ý nhận ra bóng lưng trong đoạn quảng cáo lại không phải là nàng mỹ nữ Tân Cương. Cư dân mạng mỉa mai cô nàng không kính nghiệp dù nhận mức lương cực kỳ cao. Hiện sự việc đang tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng. Các fan của Địch Lệ Nhật Ba cho rằng việc cô nàng sử dụng thế thân là do phía nhà sản xuất yêu cầu. Dù sở hữu thân hình cực đẹp, tuy nhiên nàng mỹ nữ Tân Cương dạo này lại quá gầy dẫn đến xương cánh bướm nhô cao hơn nữa. Việc này có thể không hợp thị hiếu của một bộ phận khán giả nên đã tiến hành đổi người. Thế nhưng vẫn có rất nhiều dân mạng không đồng ý với lời giải thích này. Các bạn có nhận xét như thế nào về những thông tin trên? Đừng quên comment phía dưới video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp.